Hôm trước thầy giảng về ái dục, tham muốn. Thầy có nói có những ham muốn, mong muốn chính đáng, không sai, như là đói thì ăn, khát thì uống. Vậy khi con khởi ham muốn quan hệ tình dục với vợ hoặc những người yêu khác, họ khởi ham muốn quan hệ với nhau, như vậy cái ham muốn đó có chính đáng, có sai không thưa thầy? Xin từ bi giảng giải. Cái gì cũng hỏi thầy hết trơn. Tập xem lại tâm mình cái đi. Chứ không biết cho thầy có ba đầu sáu tay đâu mà khi nào ai muốn ham muốn gì cái là thầy nó sẽ chạy liền. Cái này mình phải quan sát để thấy rõ. Cái này là thầy cũng nói nhiều lần rồi, tức là mình phải quan sát để thấy rõ cái thực sự cái ham muốn của mình đó là cái ham muốn gì. Cái muốn á, cái muốn cái muốn của mình là muốn gì? Muốn đó là muốn là một nhu cầu thực sự hay là muốn đó là cái ham muốn? Thực sự nếu mà để ý đến vấn đề tình dục, ở đây nói thẳng là vấn đề tình dục, thì bây giờ ham muốn tình dục thì mình xem thử là cái ham muốn tình dục đó nó phát sinh từ đâu, nó có phải là một nhu cầu thật sự hay không, hay đó là do ảo tưởng tạo ra. Cái đó mình cần phải thấy, do ảo tưởng tạo ra hay là do thực sự là có cái tình dục thật sự. Và tình dục thật sự là cái gì, và là do cái gì phát sinh lên. Bây giờ thầy lấy ví dụ ha, ban đêm không có thấy trời thấy trăng gì cả, rờ bên cạnh thấy có một người rất là mềm mại. Rất là mềm mại, bắt đầu mới tưởng tượng đó là một cô gái thật cực kỳ xinh đẹp, thế rồi là ham muốn tình dục. Nhưng mà bỗng nhiên chớp sáng lên cái thấy cái người đàn ông thì tình dục đi đâu mất. Vậy thì nó là cái gì? Nó có thật hay không? Nó là do ảo tưởng tạo ra hay là nó là thật? Và nếu nó là thật, nếu nó là thật thì cái thực đó đó là mình có thể thấy được rõ nó, để mà có nên làm hay không nên làm, trong trường hợp nào thì như thế nào để mình có thấy ra không. Thầy vẫn nói như thế này, muốn biết rõ ràng là cái nào là cái nhu cầu thực, cái là cái nào là cái mà ảo tưởng. Chứ ham muốn nó phát xuất từ cái tham ái, thì phải là quan sát nó thật kỹ, phải thần trọng chú tâm quan sát nó, phải sáng suốt biết rõ nó, thì khi đó mình mới là thực sự hiểu nó là cái gì. Thành ra cái mà cái hiểu được nó là cái gì á, cái đó là quan trọng. Thật ra đó, một người bệnh hoạn, một người bây giờ đã toàn thân đau đớn, thì người đó mà khó mà khởi lên tình dục á. Còn những người tu hành người ta rất là mạnh khỏe. Tại vì sao người ta mạnh khỏe, người ta không có bị bệnh hoạn gì cả, ví dụ vậy. Có những người người ta luyện thiền định bây giờ là rất là khỏe mạnh. Thành ra phải nói rằng là nếu mà đòi hỏi tình dục thì chính những người đó mới đòi hỏi tình dục nhiều nhất. Nhưng tại sao người ta lại không bị tình dục chi phối? Tại vì người ta đủ cái sự sáng suốt để người ta thấy ra rõ tất cả những cái đó. Cho nên thầy thường hay nói là thầy chỉ nói cái nguyên lý thôi, rồi mọi người phải tự nhận ra cái nguyên lý đó để mà tự mình soi sáng lại mình, để mà thấy ra tất cả những cái đó đều có sẵn trong mình hết á, cái đúng cái sai cái xấu cái tốt gì nó có trong mình hết á, mình chỉ cần sáng suốt nhìn lại thì nó sẽ thấy ra hết. Chứ cái này không có hỏi ai được cả. Bây giờ có hỏi ra mà thầy có nói đâu ra đó đàng hoàng đi nữa rồi á, thì mình cũng vậy. Nếu mình không tự mình mà sáng suốt để mà nhận thức ra cho đúng á thì nó cũng cứ vậy thôi. Thứ ba là thầy có giảng về tinh tấn tuân niệm tỉnh giác.
Con nghe vẫn thấy mơ hồ. Xin thầy từ bi khai thị giảng dạy giúp. Thầy thường nhắc đi nhắc lại là thực ra đó, cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nó rất là tự nhiên, rất là hồn nhiên. Nó là những cái yếu tố nó có sẵn trong trong mọi người hết á. Nhưng mà tại vì bị những cái yếu tố sai lầm khác che lấp đi. Thế còn tất cả những yếu tố như là bát chánh đạo hay là giới định tuệ hay là thức giác chi hay là ngũ căn ngũ lực gì, tất cả đều có sẵn ở trong mọi người hết á. Nhưng mà bị tham sân si, rồi bị tham vọng, bị ảo tưởng, bị cái này cái kia nó chi phối cho nên á, mình không nhìn ra. Đó, thì đó là lý do vì sao mà nói là phải mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn là không có buông luông phóng dật, mà là nhiệt tâm, chân thành, nghiêm túc. Đó, nếu mình sống nghiêm túc với cái đi, ví dụ như mình ăn là ăn một cách nghiêm túc, ăn một cách chân thành, ăn một cách thực tâm, thì cái đó là mình sẽ không có bị buông lung phóng dật. Còn nếu mình ăn á mà mình thiếu cái sự chân thành á, khi mình ăn á mà mình tròn vẹn ăn với một cái sự chân thành á, thì cái mà mình cho là dở hay là cho là ngon á, đó là nhiều khi đó là do mình cho là thôi. Cho trên thực tế đó, thí dụ như một cái củ khoai mà nếu mình ngồi mình nhai thật kỹ, cảm nhận nó thật kỹ, thì mình sẽ thấy nó rất ngon. Một khúc bánh mì cũng vậy. Bánh mì không, bánh mì thì mình thấy khúc bánh mì là mình cứ muốn là phải có chả, có nem gì, có cái thứ gì vô đó để ăn mới được. Phải thêm cái gì đó mới ăn mới được, còn thấy khúc bánh mì là chán rồi. Nhưng mà trên thực tế đó, khi mà đói bụng mà cứ mà nhai cái khúc bánh mì một cách thật kỹ á, mới thấy rằng là nó đừng có ăn cái gì vô hết cả, chỉ ăn khúc bánh mì đó thôi á, nó cực kỳ ngon. Hồi xưa thầy ở trên núi là có khi đói, cho nên đi khất thực á, người ta cho bánh mì mà đem về tới chùa là nó khô rồi. Mà nhiều khi đó là mình ngồi mình nhai bánh mì thôi, mình mới thấy là bánh mì cực kỳ ngon. Bánh mì mà nó đã khô rồi đó, bây giờ nhai là cực kỳ ngon. Thế nên nhiều khi mình không đủ nhiệt tâm, không có nghiêm túc trong cái việc ăn uống mà mình tưởng tượng ra. Thí dụ như mình muốn ăn phở, sáng nay là muốn ăn phở, mà mở vờ lên để mua hủ tiếu là mình ăn là mình thấy bực rồi. Trên thực tế cái hủ tiếu bữa nay nó rất là ngon, nó ngon hơn cái phở kia nhiều. Nhưng mà mình vẫn thấy ăn dở, lúc đó là vừa ăn vừa nổi giận. Là tại vì mình muốn là phở mà người ta mua hủ tiếu, thành ra mình ăn mình thấy dở. Thành ra cái dở đó là do ảo tưởng của mình, chứ không phải là thực sự là ngon dở gì cả. Cho nên khi mình ăn mình thiếu cái nghiêm túc, thiếu cái nhiệt tình. Đó là yếu tố thứ nhất là tinh tấn. Cái thứ hai, cũng là tinh tấn luôn, nhưng mà cái yếu tố thứ hai của tinh tấn là thế này. Tức là khi mà lỡ đã buông lung phóng dật rồi, lỡ đã nghĩ cái này rồi, ví dụ là cái chuyện ăn hủ tiếu đó. Bây giờ mình ăn hủ tiếu, mình nổi tức lên. Sao mà là không mua phở mà lại mua hủ tiếu? Mình nổi tức lên thì nó ăn là không thấy ngon chút nào cả. Nhưng dạ, biên bây giờ, thôi, tròn vẹn ăn đi. trở về lại với cái hủ tiếu, chứ đừng có nghĩ tới phở nữa. Rồi ngồi nhai hủ tiếu một cách kỹ lưỡng thì thấy nó cũng rất là ngon. Vì vậy cho nên yếu tố thứ hai là đừng có vọng tưởng mà trở về với cái thực tại. Đó là tinh tấn. Một, tinh tấn là nếu chưa buông lung phóng dật thì là nhiệt tình với thực tại. Nếu đã lỡ buông lung phóng dật thì trở về với thực tại và tiếp tục nhiệt tình. Thứ hai á là chánh niệm. Chánh niệm là cái từ mà
Chứ tinh tấn người ta cũng hiểu rất sai. Người ta hiểu tinh tấn có nghĩa là phải nỗ lực hết sức mình, phải tích cực, phải miêng mật, phải làm sao cho được. À, đó là sai á. Cái đó là ý đồ của bạn ngã đó. Cái đó không phải là thật. À, nó chỉ cần là nhiệt tình. Mà nhiệt tình cũng vừa đủ thôi, chứ nhiệt tình quá cũng được. Nhiệt tình vừa đủ thôi. Tinh tấn là người ta cứ nghĩ là phải cố gắng, phải làm sao miệt mài để mà phải đạt tới cái gì đó là sai. Vì mà cố gắng miệt mài để đạt tới một cái gì đó, chính vì vậy cho nên mất đi cái sự nhiệt tình với cái đang là. Có hiểu ý thầy nói không? Thí dụ như bây giờ mình đi, mình đang đi, nhưng mà cái đi này á, thay vì mình đi, mình trở về, mình nhiệt tình với cái đi này, thì mình sẽ, thì ngay trong cái đi đó nó đã là an lạc rồi, nó đã là yên ổn rồi, nó đã là ổn định rồi, nó đã là định tĩnh rồi, là trầm tĩnh rồi, tĩnh lặng rồi, là tất cả nó đã nằm trong đó hết rồi. Thế nhưng mà khi mình đi á, thì mình cứ muốn làm sao mà tới đằng kia, cứ đi quên cái đang là này đi, mình đi mong muốn đường kia. Vì vậy cho nên á, mình bị lôi đi, mình đi kéo đi, mình bị đẩy đi, chứ không phải là mình thực sự đang đi, không phải thực sự là nhiệt tình với cái đi. Vì vậy cho nên á, mình hy sinh cái đi để cho một cái đi đó là niết bàn. Cái đang đi chính là niết bàn, mình hy sinh niết bàn để tìm một niết bàn ảo tượng phía trước. Mình nghĩ rằng là mình cố đi để mà tới niết bàn, mà trong khi đó là mỗi bước chân chính là niết bàn. Chứ mà mình không biết để mà mình thật sự nhiệt tình với cái mình nhiệt tình thưởng thức cái niết bàn đó, không chịu thưởng thức cái niết bàn đó, mà bị đẩy, bị kéo đi để tới một cái niết bàn ảo tượng khác. Chính vì vậy mà đánh mất cái niết bàn sẵn có. Đó là cái hiệu sai của tinh tấn. Bây giờ thứ hai là hiệu sai của chánh niệm. Chánh niệm là cứ cố mà niệm, cố mà nắm bắt. À, thật ra không phải, không có nắm bắt gì được cả, mà chỉ cần tròn vẹn với cái đang là. Chỉ cần tròn vẹn với cái đang là thôi, chứ không có nắm bắt. À, nắm bắt là cái thời gian mà mình để nắm bắt á, là nó đã vụt đi mất rồi. Hạnh phúc là cái mình không thể nắm bắt được, mà mình chỉ có tròn vẹn với nó thôi, chứ không thể nào mà nắm bắt được. Vì vậy cho nên á, chánh niệm không phải là cố gắng để niệm cái gì cả. À, mình nói thường hay là cố giữ một cái niệm tên cái gì đó, ví dụ như niệm đang thở thế này, thở thế kia gì đó. Niệm tập trung niệm vào cái gì đó, nhưng mà không cần, chỉ cần mình tròn vẹn với cái đang là được. Bất kỳ cái đang là đó là gì, là đang đi hay đang đứng hay đang ngồi hay đang ăn hay đang ngủ hay đang gì đó, mình sao là miệng đang là được. Tròn vẹn với cái đang là thôi, chẳng có cần thêm bớt gì cả. Nhưng khi mình tròn vẹn với cái đang là đó, thì lúc đó mình sẽ là sáng suốt, tỉnh thức ở trên đó. Ví dụ như mình đang đi, mà mình cứ bị kéo tới cái mục đích ở phía trước, thì lúc đó mình sẽ không còn biết là mình đang đi như thế nào. Còn nếu mình mà tròn vẹn với cái đi, thì mình sẽ biết rất rõ cái đi đó đang như thế nào. Cho nên mình hoàn toàn không mê mờ với cái đi đó, hoàn toàn sáng suốt với cái đi đó, chứ không có mê mờ chút nào. Thành tịnh giác có nghĩa là không có mê mờ với thực tại. Thực tại đó chính là thân thọ tâm pháp. À, tinh tấn là nhiệt tình với thực tại, không buông lung phóng dật. Chánh niệm là tròn vẹn với thực tại, không nắm bắt bất kỳ điều gì. Và tỉnh giác là không mê mờ với thực tại, hay là sáng suốt rõ biết thực tại. Vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà cái chữ rõ biết này nó cũng phải mở ngoặc á.
Đa phần là khi mình nói là rõ biết cái là mình nói rõ biết theo tục đế. Thí dụ như mình nhìn mấy cái này là tôi rõ biết hết á, cái này là bóng cúc, cái này là bóng này bóng kia, giờ tôi biết hết á, thì cái biết đó nó không phải là cái biết thực tại. Cái biết đó là biết qua khái niệm, biết qua tư tưởng, biết qua quan niệm, chứ không phải là biết thực tại. Còn cái biết mà thực sự là sáng suốt, là minh bạch, là không mê mờ đó, là cái biết đó là chỉ biết thôi chứ không biết gì cả. Khi mình không biết gì cả đó thì may ra mình mới biết được trung thực. Còn nếu mà mình biết theo ý mình á, mình biết theo cái biết giới hạn của mình á, là đây là hoa cúc, đây là cái này cái kia, thì lúc đó mình không còn biết nữa. Thành nó biết chính là không biết. Biết chính là không biết gì cả. Mà không biết mới là thật sự biết. Thì cái đó đó, cái này thì nghe mới nghe có vẻ mơ hồ. Đúng là mơ hồ đó. Mơ hồ triết lý quá, nhưng mà không phải. Đó là sự thật. Khi mà mình nhìn mọi sự mọi vật mà mình chỉ phản ánh trung thực vậy thôi, thì mình có thể cảm nhận được nó sâu xa hơn rất nhiều. Nhưng mà khi mình biết, mình biết mà biết theo cái kiểu của mình thôi. Ví dụ như tôi nói là tôi biết anh A. Tôi biết anh A có nghĩa là tôi biết tên anh đó này. Tôi biết thêm một số của anh đó này. Tôi biết anh nói như thế nào này. Thì thật ra là biết ba cái gì đâu, ba cái chuyện đó nó không có dính líu gì với cái toàn diện cái con người anh đó. Mình chỉ biết cái bề mặt cái xong rồi cái mình chụp mũ cho cái người đó là thế này thế kia vậy thôi. Chứ trên thực tế là anh đó có phải vậy. Mình ghét ai một cái rồi thì là bộ hòn cũng méo. Mình thương ai rồi thì cái gì cũng là tốt hết trơn. Đừng có bao giờ nói một cái người đó là tốt bởi vì mình thương họ. Và đừng có bao giờ nói một cái người đó xấu là bởi vì mình đang ghét họ. Nói như vậy là hoàn toàn sai. Không có đúng chút nào hết trơn. Nhưng mà cái đó là người mình là thường ai như vậy. Tức là mà thấy ghét ai nghe là xấu hết luôn. À, cái gì ai có câu gì đó. Cái gì mà ghét cả tông môn họ hàng gì đó. Thương ai thương cả đường đi hả? Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng á? Đúng vậy đó. Thì đó. Cái nhầm lẫn của con người mình là như vậy. Cái nào đúng là đúng, cái nào sai là sai. Nhưng mà thực ra đó, nếu một cái nhìn như thế đó, thì người ta thấy cái người đó nó là như vậy, cho nên cảm thông thôi. Thì bây giờ đứa bé thì nó phải bò cho sao giờ? Đứa bé này sao mà không đứng dậy mà đi cho đàng hoàng mà bò vậy? Sao được? Nó đã còn bé thì nó phải bò thôi chứ là sao vậy? Rồi cái người đó thì không biết chữ thì đọc không ra thôi, nó vậy thôi chứ sao? Nhưng mà không hẳn là cái nó bò vậy là xấu hay là không biết chữ là xấu. Cho nên á, cái mà mình biết á, thì cái biết của mình là một cái biết rất là giới hạn, và cái biết của mình á là rất là chủ quan. Toàn bộ cái kiến thức của mình á là thứ đồ cũ, đồ cũ rít rồi. Nó mà trong lúc á, các pháp á thì nó đang vận hành là luôn luôn mới mẻ. Mà cái mình biết ấy, nó cụ rít rồi. Có nhiều khi mình gặp cái người đó cả 10 năm rồi, bây giờ mình gặp lại thì mình biết ba cái chuyện đâu 10 năm trước ấy, chứ còn bây giờ cái người đó hoàn toàn mới mẹ, mình không thấy gì cả đó. Cho nên tốt nhất là chị thấy như mọi sự mọi vật đang là thôi đó, mới là thấy. Nhưng mà khi mình không có đặt trước một cái khái niệm quan niệm gì cả, thì lúc đó có thể là cái tâm mình nó đủ cái sự trong sáng để nó cảm nhận được nó cảm nhận được mọi sự mọi vật, cảm nhận thôi. Cảm nhận thôi, cho nó không phải là nó không phải là biết theo cái kiểu mà cái biết tục đế. Thành ra tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nếu mà đúng là giáo pháp của Đức Phật á, tức là pháp hành của Đức Phật á,
thì nó phải là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Hay là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Tức là không có làm gì cả. Chính cái lúc mà cái tâm mình mà nó không làm gì cả đó, tức là nó không có cái ý đồ là phải thế này, phải thế kia, không tượng là, cho là, phải là gì hết á. Thì chính cái lúc đó là nó có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thành nó tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nó chỉ đến lúc mà mình hoàn toàn buông xuống mọi ý đồ. Nhưng mà khởi tâm tu một cái đó là có ý đồ rồi đó. Bất kỳ là khởi tâm tu kiểu gì, tu để đắc đền, tu để được tánh không, tu để được tánh có, tu để được cái gì đó, tu để hành Bồ Tát, tu để bất kỳ cái gì, thì đều anh đã đưa ra một cái khái niệm để mà trở thành. Mà khi anh đã trở thành thì anh không thể nào như anh đang là được, không thể nào anh thực sự như anh đang là được đó. Cho nên khi mình có một cái ý đồ để mà sinh, để hữu, để tác, để thành, hay là hữu tướng tác cầu, thì lúc đó đã hình thành cái đường đi của bản ngã, hình thành cái đường đi của luân hồi sinh tử. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là rất dễ hiểu. Thầy đề nghị là nghe pháp thoại cho thật nhiều, cứ nghe thôi chứ đừng có làm gì hết á. Cái nghe rồi nó vỡ ra những cái nhận thức sai lầm của mình. Cái mục đích chính đó, cái mục đích chính đó là làm sao để cho nhận thức đúng. Cái chính yếu là như vậy thôi, bởi vì trong bát chánh đạo là nhận thức đúng là đi đầu. Nếu mình nhận thức đúng thì tất cả những cái đi sau đều là nó kéo theo cả một cái toa tàu đúng. Thế cái đầu tàu mình là nhận thức đúng thì nó kéo theo cả cái toa tàu, hành vi là thân là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, hành vi của tâm là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là nó sẽ tự động. Đó, chỉ cần là mình nhận thức đúng. Mà nhận thức đúng tức là phải tròn vẹn tỉnh thức để cảm nhận cái đang là đó, để tròn vẹn cảm nhận cái đang là vậy thôi, thì cái đó mới nhận thức đúng được thôi. Còn không á là mình cứ luôn luôn là đặt mình vào trong một tình trạng là tượng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Đó là cái con đường hình thành bản ngã và con đường đi vào luân hồi sinh tử. Còn chấm dứt cái luân hồi sinh tử là gì? Tức là ngay đây hoàn toàn tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là, đơn giản vậy thôi. Chứ không phải là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để đạt được cái sẽ là. Không phải như vậy. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chỉ để tròn vẹn với đang là, đơn giản là vậy thôi. Thực sự tròn vẹn với đang là đó thì phải không làm gì cả. Không làm gì không phải là không đi, mà đang đi. Nhưng mà đang đi không phải là bởi một cái ý đồ để đạt được cái gì. Chẳng phải là không tròn vẹn đang đi là có đi, chứ không phải là không đi. Không làm đừng có nghĩa là không làm là không có thái độ lăng xăng tạo tác. Chứ không phải không làm là đứng lại. Vì đứng lại cũng là làm. Phải không? Bây giờ mình đi thì cũng là làm, bây giờ đứng lại thì cũng là làm. Cho nên á, cái làm đó là khác. Cái làm đó mới thật sự là sống, cái làm đó mới thật sự là làm mà không làm. Cho nên là vô vi như vô bất vi, hay là Đức Phật gọi là duy tác. Tức là làm mà không làm gì cả. Còn cái làm của mình á, có khi ngồi không làm gì cả, nhưng mà cái tâm lại cứ tào tác, muốn thế này, muốn thế kia, phải mong thế này, mong thế này. Thì lúc đó là cái đó mới là gọi là tào tác. Cái đó mới gọi là sinh hữu tác thành. Thế nó chị cũng phải hiểu cái từ mà làm với không làm này nữa. Chân đôi có người nói, thầy nói tôi vừa rồi thầy đang sửa lại mấy cái câu hỏi đáp. Có người hỏi thầy là, thầy nói tu mà không làm gì cả sao được. Phải hiểu cái không làm đó là gì.
Có một câu hỏi hay á. Mô Phật, thầy cho con hỏi về lòng tham tạo tác và việc sợ hãi không dám hành động, sống trong vùng an toàn. Con cảm ơn thầy. Câu hỏi này thầy thấy hay á. Cũng là liên hệ với cái chuyện làm với không làm hồi nãy mình vừa nói. Tức là cái sinh hữu tác thành, tức là làm. Hay là hữu tướng tác cầu, đó là làm. Tức là đó là cái thái độ tạo tác, lăng xăng tạo tác của cái tâm. Đó là cái làm, là một cái chuyện làm là khác nè. Còn bây giờ chuyện làm là đói bụng thì đi nấu ăn, người thấy dơ thì đi tắm, tóc rối thì chạy lại cho nó chạy lại nó cho nó đàng hoàng. Thì cái đó thì làm đó là khác. Hoặc là có những cái mình không phải làm cho bản thân mình, mà mình làm vì lợi ích cho nhiều người hay là cho người khác. Thí dụ như người mẹ có thể là hy sinh cả cái sức khỏe của mình, hy sinh cả cái ăn cái ngủ của mình để mà chăm sóc cho đứa con. Thì mình khoan nói đến chuyện gì xa, nhưng mà trong đó có cái tâm vị tha, phục vụ cho người khác. Thì á, cái việc làm đó, đó, cái việc làm mà phục vụ đó, việc làm mà vị tha đó, việc làm mà lời cho nhiều người á, thì việc đó làm càng nhiều càng tốt. Và thầy á, là khuyến khích, ở đây thầy không khuyến khích là ngồi thiền. Bởi vì anh ngồi thiền anh chỉ có lời mình anh thôi. Ngày nào anh lên ngồi anh chỉ lời cho mình thôi. Tất nhiên á, lên có giờ ngồi thiền để chi? Để thực ra là để cho có kỷ luật, có giờ giấc, có cái đâu đó là đàng hoàng trật tự đó. Thì cái đó là một chuyện khác. Cái đó là mang tính chất tổ chức, thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà bây giờ mình nói là mình tu đó nè, mình nói cái vấn đề tu đó, thì là thay vì mình ngồi mình tu là để cho mình đạt được định, để cho mình được cái này, để cho mình được cái kia đó, thì tại sao mình lại không là đi phục vụ, vô nhà thương phục vụ đó. Ở đây đó, người ta đi vô, người ta đi tham quan, nhưng mà người ta rất ý thức rất là dở. Người ta tham quan nhưng mà người ta vẫn cứ là lau cái khăn là vất, ăn cái gì là vất, vất đầy đó. Thầy nói các sư đó, chia phiên nhau đi lượm rác. Đó, tức là mình làm, mình phục vụ thôi. Thì bây giờ này, thay vì ngồi đây một tiếng đồng hồ, trong khi đó mình đi lượm rác một tiếng đồng hồ, hay là mình quét dọn một tiếng đồng hồ, với cái tâm vị tha, mà trong lúc đó đó mình vẫn sống tròn vẹn. Khi mình quét rác mình vẫn tròn vẹn tỉnh thức được mà trong đó lại có cái tâm vị tha, tức là mình làm để cho mọi người được sạch sẽ, phục vụ. Thì như vậy á, là về phương diện trí tuệ là mình vẫn luôn luôn tỉnh thức biết rõ mọi sự mà về phương diện mà cái đức đạo đức á, tức là bởi vì trong cái phát huy của cái tu tập là phát huy cái trí tuệ và đạo đức. Thì bây giờ mình làm việc gì mình đều biết rõ, khi mình làm đó có sân hay không, có tham hay không, có bạn ngã hay không, thì mình đều biết rõ. Chứ bây giờ mình ngồi ở đây là mình cứ cố ngồi sao để cho tâm nó yên thôi, tức là anh chị muốn đạt một mục đích thôi, trong khi bên này là thấy rõ hết. Cái yên thì thấy yên như thế nào, mà yên trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cái tiếp xúc mà vẫn yên được, thì nó còn hơn là cái này mình ngồi định mà khi mà ra khỏi định một cái á, thì là mình không còn yên được nữa. Lúc đó chuyện gì nó đùng tới một cái là mình chịu không nổi. Trong khi đó bây giờ người ta, mình mới lượm xong cái có người vất xuống cái nữa, nổi sân lên. Nhưng biết rõ sân mình, và từ dần dần như vậy
lần sau ai làm thì mình cũng mỉm cười, mình lườm và đáp thôi. Như vậy là bắt đầu là thấy rõ mình rồi. Đó, thì trong đó là sự tu tập rồi, có tiến bộ rồi. Mà đồng thời á, cái tâm vị tha, tức là tâm không phải vì cá nhân mình, mà lấy cái việc phục vụ để mà tu tập. Cho nên á, trong cái trang web của thầy á, thầy mới nói là phục vụ để hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ. Tức là mình tu là để mình để cho nó hoàn toàn đúng tốt, thì phải lấy cái sự phục vụ để mà hoàn toàn đúng tốt, chứ không phải là mình cố để hoàn toàn đúng tốt cho cái cá nhân mình vì thành nó bản ngã, mà lấy cái sự phục vụ để mà học ra bài học giác ngộ, tức là toàn giác ngộ hoàn toàn đó. Chứ hoàn toàn đây là giác ngộ hoàn toàn đó, tu để giác ngộ hoàn toàn, và giác ngộ hoàn toàn để mà phục vụ để giác ngộ hoàn toàn, và hoàn toàn giác ngộ để phục vụ. Cho mình giác ngộ ra để rồi làm gì? Giác ngộ rồi để phục vụ thôi, chứ giác ngộ rồi để hưởng mình hay sao? Cho nên trong cái câu này đó, thì cái ý nói rằng là có nhiều người đó tu theo kiểu mà gọi là yếm thế, trốn vào trong hang đồng ở chỗ nào đó để yên, chỗ nào mà nó thật là yên á, thì cái đó mình tu chứ đừng có quấy ai quấy rầy hết trơn á. Đó. Thành ra là đó là một cái kiểu tu cầu toàn, cầu an, chứ không phải là trải nghiệm, chiêm nghiệm đời sống để mà thấy ra sự thật. Vì vậy mình vẫn cứ hành động, có thể hành động sai, nhưng rồi qua hành động sai đó mới là nhận ra được, để điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thì tốt hơn là mình cứ muốn hoàn hảo một cách ảo tưởng. Nhưng mà trải nghiệm ở đây không phải là cần trải nghiệm chuyện gì khác, trải nghiệm chính mình thôi. Hằng ngày mình trải nghiệm chính mình, chứ mình đâu có trải nghiệm chính mình đâu. Khi đi mình cũng trải nghiệm cái đi, khi ngồi mình cũng trải nghiệm cái ngồi, khi ăn mình cũng trải nghiệm cái ăn. Mình không cảm nhận tròn vẹn được nó, không thông suốt được nó, không hiểu thấu được nó, cho nên mình mới là cứ đổ cho trời đất, đổ cho hoàn cảnh, đổ cho xã hội, đổ cho đủ thứ. Mà mình biết rằng là tất cả mọi cái phiền não khổ đau, luân hồi sinh tử đều phát xuất từ nó chính mình, chứ không phải là do ở đâu hết. Cái cuộc đời này đó, đó là những cái tình huống giúp mình học ra bài học giác ngộ. Nhờ cuộc đời đánh thức mình, bây giờ mình giống như là một công chúa đang nằm ngủ rồi gì đó trong rừng á, giống như vậy, nó phải đánh thức nó dậy. Chẳng thà là nó thức dậy và nó nhìn thấy tất cả những cái nguy hiểm của cái khu rừng, và khi nó hiểu hết tất cả cái khu rừng đó như thế nào đó, thì có khi nó là vẫn ung dung tự tại ở trong đó, mà chính khu rừng đó là niết bàn, chứ không phải là ở đâu khác. Người đời hay đi tìm tri kỷ, nhưng rất khó tìm được và cảm thấy đau khổ vì lạc lõng giữa dòng đời. Đi tu có được bằng tri kỷ, nhưng ngoài đời không, thưa thầy. Nhân đây thầy nhắc lại cái chuyện xuất gia. Thời Đức Phật á, xuất gia có một ý nghĩa hoàn toàn khác bây giờ. Cho nên á, mình đem cái chuyện xuất gia bây giờ mà so sánh với cái xuất gia thời Đức Phật là hoàn toàn sai. Có thể nói là một ngược 180 độ. Ngược 180 độ luôn. Bởi vì á, xuất gia trong thời Đức Phật là gì? Là từ bỏ tất cả mọi
mọi mối quan hệ để cô đơn một mình trải nghiệm cuộc sống, va chạm với đói, với no, với mưa, với nắng. Chỉ có một tam y bình bát mà cái y này cũng phải là giống như ở đây, mà bây giờ là mùa dân y cái thì mỗi vị sư có khi có cả chục bộ y phải đem đi dân mấy chùa khác, chứ còn không thì dùng hết. Trong khi đó trong thời Đức Phật á, ngay cả nhiều khi các vị A La Hán cũng phải đi lượm vô trong nghĩa trang để lượm mấy cái vải mà người ta quấn tự thi đó, lượm về đem về giặt đi, rồi lấy vỏ cây mà nấu ra rồi nhuộm lại để mà mặc. Ăn thì là đi đâu ai cho gì ăn nấy. Thậm chí là ngài Xá Lợi Phất còn là có người là bàn tay cùi vắt cơm bỏ vô bát cho ngài Xá Lợi Phất thì ngón tay nó cũng rớt ở trong luôn, thì ngài vẫn cứ ăn. Như vậy mình mới thấy rằng là một cái người, người ta đối diện thẳng với, người ta trải nghiệm thực sự với cuộc sống. Và nếu có thì người ta mãi làm cái chòi để ta ở, mà không á thì thôi ta cứ đi, rồi hễ mà trời mưa thì núp dưới cái hang hoặc là dưới cái bóng cây gì, cái cây gì đó, và tối thì ở chỗ nào nó tìm chỗ nào nó ở. Thành ra người ta hoàn toàn cô đơn, giống như là thầy nhớ ông lầm là Andre Gide có cái câu chuyện là khung cửa hẹp, phải không? Khung cửa hẹp. Cái câu chuyện ý nói rằng là con đường đi vào thiên đàng, tức là nước Chúa đó, là một khung cửa hẹp, chỉ có một người đi được thôi. Đừng có bao giờ dẫn hai người đi không qua đâu. cho dù thầy đang ở giữa chúng rất là đông, bây giờ thầy đệ tử chỗ này chỗ kia rất là đông, nhưng luôn luôn thầy vẫn thấy mình cô đơn một mình. Không phải cô đơn theo cái nghĩa mà ở đời mà nói trời ơi tôi cô đơn quá, không phải cô đơn kiểu đó, nhưng mà là một cô đơn kiểu rất là tuyệt vời, bởi vì mình hoàn toàn độc lập. Mình hoàn toàn độc lập, mình không đòi hỏi ai bất kỳ cái gì cả, thì có gì đâu nữa mà mình phải là kết hợp gì với ai. Nhưng khi mình sống trong tăng chúng, mình sống trong mọi người thì mình phải hài hòa, mình phải là chia sẻ với mọi người mọi thứ đại khái đó, nhưng luôn luôn là mình phải thấy rằng là mình là hoàn toàn độc lập, không lệ thuộc vào bất kỳ điều gì trên đời đó. Đức Phật ngài đó chỉ thấy thân trên thân đó, tứ niệm xứ là vậy đó. Bây giờ chỉ có thấy thân trên thân, thấy thọ trên thọ, thấy tâm trên tâm, thấy pháp trên pháp, không nương tựa, không tham ưu, không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Rõ ràng là một người một cô thân vạn lý du, một người một thân một mình. Hồi xưa khi thầy lập cái chùa Huyền Không á, ở Lăng Cô á, là một cái chòi tranh, và thầy làm vô trong rừng ở những cái cốc liêu bằng tranh trang tre, ở giữa thú rừng có khi có cả cọp beo rồi đủ thứ. Béo thì cũng có, chứ cọp thì có, cọp với là rắn rít hay là thú dữ là nhiều lắm. Nhưng mà khi mình sống giữa đó thì mình cảm thấy là nó cái, cho nên thầy có một cái bài giảng về sự tương giao và mối quan hệ. Thực ra khi mình hoàn toàn cô độc thì lúc đó sự tương giao với trời đất mới có một sự tương giao với trời đất. Còn mình còn muốn kết hợp một cái mối quan hệ, tức là mình đã bị tự mình trói buộc rồi, tự mình không đứng vững được một mình rồi. Mình sống giữa bao nhiêu người nhưng mà mình phải tự đứng vững một mình, mình không nương tựa vào bất kỳ điều gì, có cũng được không có cũng được. Cho nên có những cái trải nghiệm như lúc mà thầy đi lập chùa, mà vào cái lúc đó là vào cái lúc mà chiến tranh nóng bỏng nhất,
và cái kinh tế ở miền Trung là rất là khó khăn, ăn toàn ăn độn đó, vậy phải ra làm lùng suốt ngày để mà trồng trọt, để mà có cái miếng ăn đó. Sống trong suối, trong rừng đó. Rồi có nhiều khi á thì cũng có huynh đệ, nhưng mà cũng có khi là huynh đệ đi đâu đó thì chỉ có mình ở nhà thôi đó, giữa núi rừng đó không có ai hết á, không có ai trong cái vùng đó hết. Cái làng thì nó ở cách ra một cái eo biển sẽ rất là xa, thì nhiều khi là mình chỉ có cô đơn một mình thôi. Cho nên á phải biết thưởng thức cái sự kỳ diệu của sự cô đơn, chứ đừng có mong cầu một cái bàn tri kỷ nào cả. Chẳng, trên đời này chẳng có ai tri kỷ mình được cả. Nếu mình không hiểu mình thì chẳng ai hiểu mình được cả. Mình còn chưa hiểu mình mà sao ai hiểu mình được còn nếu có một bàn tri kỷ, tức là một người có thể là hiểu biết nhau rồi giúp nhau tu hành rồi này kia thì cũng tốt. Nhưng mà cả ngay cả có như vậy đó, cũng đừng có lệ thuộc vào cái người bạn tri kỷ đó. Câu thứ hai, vợ chồng con cái là duyên từ kiếp trước. Có gia đình sống lục đục bất hòa, có gia đình sống vui vẻ hạnh phúc, đó là nghiệp từ kiếp trước hay chỉ là ý thức tạo tác trong hiện tại tạo nên? Xin thầy giảng giúp. Theo thầy là mình đừng có nói nghiệp nó đồ dễ trơn á. Nghiệp cũng là một cái cách để mình giải thích. Mà nghiệp thì thực ra là có ý nghĩa rất là hay. Nghiệp chính là cái, theo thầy là thầy thấy là nghiệp là cái nội dung của nghiệp là cái nhận thức và hành vi thôi, chẳng có gì khác. Còn cái nhận thức hành vi quá khứ có ảnh hưởng đến hiện tại, hay nhận thức hành vi hiện tại có ảnh hưởng đến tương lai, thì cái đó nó tạo thành nhân quả, thì cái đó cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà đừng có đổ cái nghiệp vào chuyện nhân quả, và khi nào cũng nghĩ nghiệp là xấu. Không phải nghiệp là xấu, nghiệp là nội dung của cái sự sống mà, sao xấu được. Xấu hay tốt là do cái nghiệp đó xấu hay tốt. Tức là nhận thức và hành vi xấu thì gọi là nghiệp xấu, nhận thức và hành vi tốt thì gọi là nghiệp tốt vậy thôi. Mà đời sống thì luôn luôn là nhận thức và hành vi. Bát chánh đạo cũng gồm nhận thức và hành vi đó, bát tà đạo cũng gồm nhận thức và hành vi, tất cả là vậy thôi. Vì vậy cho nên á là bây giờ mình đừng nói chuyện là vợ chồng hay bạn bè hay là cái gì, tất cả mọi thứ, tất cả những gì trên đời này đến với mình đều là bài học giúp mình giác ngộ cả. Dù người đó là người bạn hay là dù người đó là kẻ thù, dù mình gặp nghịch cảnh hay là mình gặp thuận cảnh, thì tất cả những cái đó đều là để đang giúp mình giác ngộ cả. Vì tất cả những cái đó đầu tiên là giúp mình thấy ra chính mình. Thí dụ như gặp nghịch cảnh, mình ra ngoài đường tự nhiên gặp người họ mắng chửi mình xối xả, thì mình cứ nghĩ cái người này, mình cứ nghĩ người này xấu, người này tầm bậy đồ đó không à, mà mình cứ nổi sân lên. Tại sao lúc đó mình lại không thấy rằng là chính cái người sân đó đang giúp mình xem thử là lúc đó thân thọ tâm pháp mình như thế nào? Cái người chửi này này, bây giờ mình đã bắt đầu tìm được mình này. Tại sao mình không thấy là mình đang phản ứng như thế nào? Lúc đó tâm sân khởi lên này, rồi mình muốn gì này? Thì tại sao mình không thấy cái đó mà chỉ có thấy cái người kia là như thế nào thôi? Cái sự kiện đó là giúp mình thấy ra mình, cho nên đó là cái tấm gương mà mình đang soi vào cái tấm gương đó. Mình đang soi vào mỗi cái hoàn cảnh là một tấm gương mà mình đang soi vào đó để xem thử mặt mũi mình ra sao, thân thọ tâm pháp lúc đó ra sao. Thì cái hoàn cảnh là để giúp mình giác ngộ ra chính mình, để mà
thấy ra được nhận thức và hành vi, thái độ nhận thức và hành vi lúc đó như thế nào. Đó. Có thể là người ta mắng chửi, như Đức Phật ngài đi vào trong cái thành, bị cái dân chúng cái thành đó là mắng chửi Đức Phật. Ngài A Nan nói thôi đi chỗ khác, chứ chỗ này người ta mắng chửi. Thì Đức Phật ngài nói không, người ta mắng chửi thì mình đi chứ, nếu mình đi rồi chỗ khác người ta mắng chửi nữa sao. Cho nên mắng chửi thì kệ họ, cứ để cho họ mắng chửi. Tức là khi họ mắng chửi thì mình quan trọng là mình nhìn lại, mình có thể là họ mắng chửi nhưng mà tâm mình vẫn bình an, họ mắng chửi nhưng mà mình tâm mình vẫn là vui vẻ, hay là mình họ mắng chửi và mình biết rằng là họ mắng chửi là đúng, tại mình có những sai lầm như thế cho nên họ nói là quá hay. Ví dụ vậy thì nếu mà mình thực sự mà bình tĩnh sáng suốt, nhận thức và hành vi của mình là đúng tốt, thì việc chửi đó nó đâu có liên hệ gì, nó chỉ giúp mình giác ngộ thôi, cho nó đâu có hại gì mình đâu. Cho nên thầy có nói một cái câu mà nó hơi mới nghe có vẻ hơi cường điệu chút xíu, nhưng mà quý vị cứ nghĩ đi, bất kỳ cái gì trên đời này đến với mình đều chỉ có lợi chứ không có hại. Hại là bởi vì mình nghĩ tới cái mặt hại cho nên mình mới thấy hại, chứ nếu mình nghĩ đến mặt lợi thì nó vẫn có lợi như thường. Thí dụ như mình mới đi lãnh lương về, thí dụ vậy đấy, mình mới đi lãnh lương về cái đi ngoài đường cái một cái cầu ăn cướp nó xẹt qua một cái nó lấy mất đi, coi như tháng đó mình không có lương ăn. Thì mình mặc hại là gì? Mặc hại là mình không có tiền để mình mới sống trong cái tháng này đó. Nhưng mà đó là mình cứ nghĩ mặc hại thôi, chứ còn mình nghĩ mặc lời khác nữa là sao? Mặc lời đó, bây giờ thầy lấy ví dụ thôi, chứ mặc lời nó vô số, nhưng mà thầy nói một lại ví dụ thôi, để mình mới là đủ cái bản lĩnh để không có một tháng lương mình vẫn sống. Tại sao phải mỗi buổi sáng phải là ăn phở? Tại sao bây giờ không mua khoai lang ăn? Tại vì mình cứ là lập trình sẵn rồi là mỗi sáng phải có một tô phở. Vì vậy cho nên không có số tiền đó là hài quá trời. Nhưng bây giờ không có cái đó, ta ăn khoai lang, hoặc là nhìn đói có khi lại để chữa bệnh nữa. Đó, nhiều khi bệnh nó ăn vô là ta nói là bệnh tùng thật khẩu nhập. Thì bây giờ nhiều khi nhờ nhập vậy mà sáng này mình ăn đôi đói cho nên nó không có bệnh. Thì nó có lợi chứ đâu có hại đâu. Đó. Rồi cái ý thức về cái ta của ta đó nó quá nặng đi. Bây giờ nó thử không phải của ta một lần có thử làm sao. Đó, trong đó biết bao nhiêu là cái lợi. Bây giờ mình ngồi nói cái lời ra là phân tích ra không biết bao nhiêu là cái lời. Và đâu đang mở đường cho mình để mình có bắt đầu có thể buông. Đó. Vậy mà mẹ mình xin mình không cho. Đó, bây giờ nó lấy đi rồi đó nè. Mà mới mẹ mình nói là xin tiền rồi mình nói không cho, tiền vừa đủ ăn thôi làm sao mà cho mẹ được. Bây giờ nó lấy đi rồi đó. Phải chi mà nó đừng lấy để mình cho mẹ cái hay biết mấy. Thì có lợi hay có hại? Hại là cái gì mà lợi là cái gì ai biết. Cái đó mình lợi hay hại là bởi do nhận thức của mỗi người đó. Thành đó lợi cũng có. Giống như Socrates á. Socrates có một cái bà vợ cực kỳ là hung dữ. Cái khi bà chết á, ông làm đám tiệc rất là đàng hoàng, thì mấy người học trò nói thầy ơi, trời ơi bà chết chứ khỏe cho rồi chứ, chôn bà đi cho rồi chứ bà, thầy làm gì rình rang vậy? Nói trời ơi mấy đứa bị không biết, ta là nhờ bà mà ta giác ngộ như vậy đấy, ta làm thầy các ngươi là được nhờ bà đó. Đó, sống trong một cái điều kiện với một cái bà vợ cực kỳ hung ác như vậy cho nên bà ông mới trở thành là một nhà hiền triết. Vậy thôi, chẳng biết sao.
Tại cái gì là lợi, cái gì là hại ai biết đó. Ta nói lợi hay hại là do cái tầm nhìn của mình, nhận thức của mình thôi, chứ không phải là do cái gì khác. Nên vì vậy cho nên là đừng có quan tâm đến chuyện là gia đình hạnh phúc hay là gia đình không hạnh phúc, hay là đó là nghiệp gì quá khứ rồi, đừng có nghĩ ba cái chuyện đó. Nghĩa chuyện đó nó không đi tới đâu hết, mà không bao giờ giải quyết được gì cả. Mà bây giờ đối diện với thực tại, ngay đến cái thực tại đó, mình nhận thức và hành vi như thế nào. Tại đây và bây giờ đang cãi nhau với vợ thì nhận thức và hành vi như thế nào cho đúng tốt. Chứ tại sao ngồi nói là cái nghiệp gì rồi, cái duyên nhân duyên gì mà phải gặp bà vợ như thế này thế kia. Thật ra tất cả những cái đó theo thầy nói không biết có chủ quan không, cho tất cả những cái đó đều là sự vận hành rất chuẩn xác của pháp, rất chuẩn xác. Cái người chồng đó phải gặp người vợ đó để học bài học gì, bà vợ đó gặp người chồng kia là để học bài học gì. Tất cả những bài học đó đều giúp cho mọi người giác ngộ cả. Cho nên nó thực ra cuộc sống này là cực kỳ tuyệt đẹp. Đẹp ở chỗ là cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã, tất cả những cái mà thăng trầm, được mất hơn thua dục cuộc đời này đó, chính là những cái bài học cực kỳ quý giá. Để xem thử là cuối cùng mình có đủ bình tĩnh sáng suốt để nhận thức và hành vi cho đúng tốt hay không. Đơn giản là vậy thôi. Bây giờ mình nghỉ 15 phút rồi chút nữa vào nói tiếp. Nam mô tại sa pa ga va do a ra to sa ma đa sa nam mô tại sa pa ga va do a ra to sa ma sa bo sa nam mô tại sa pa ga va do a ra to sa ma sa bo đa sa. Mời ngồi. Có câu hỏi thứ nhất là trong tuần trước thầy giảng khi đi hay khi ăn uống thì mình trọn vẹn với thân thọ tâm pháp của cái ăn cái đi đó. Con vẫn chưa hiểu lắm vì xin thầy từ bi giảng dạy giúp con trọn vẹn với thân thọ tâm pháp là sao. Trọn vẹn với thân thọ tâm pháp tức là khi mình đi, khi mình đang là như thế nào, đang đi hay đang đứng, đang ngồi, đang nằm hay đang ăn hay đang làm gì đó, thì mình chỉ sáng suốt nhận biết cái đang là. Cái đang là đó nó bao gồm có thân, có thọ, có tâm, có pháp ở trong đó. Cái đang là tức là cái đang tròn vẹn đây với chung quanh đây, đó là cái, đó là cái đang là. Thì mình tròn vẹn với cái đó thay vì là mình đang ăn nhưng mà mình nghĩ tới chuyện khác, thay vì mình đang đi thì mình lại là nhớ tới chuyện quá khứ, tương lai hay là chuyện gì bên ngoài, mà mình không biết rõ, mình không quên đi cái mà mình đang là. Thành ra chỉ cái mà tròn vẹn với cái đang là, tức là cái tâm mình với cái đang là nó là một, chứ không phải để cho cái thân thì đang là mà cái tâm thì đã là hay sẽ là hay là bên ngoài. Cái này thì thầy nói không biết bao nhiêu lần rồi. Nó rất rõ ràng đó. Còn cái đang là đây đó thì luôn luôn là có cả thân, cả thọ, cả tâm, cả pháp, chứ không phải là mình chỉ để ý đến một cái thôi. Tức là nói chung á là mình để một cái tâm rất là mở, rất là tự nhiên, rất là mở, chứ không cần phải là chú ý vào đặc biệt một cái gì, trừ phi cái sự việc đó nó đến. Thí dụ như mình đang đi thì mình chỉ cần
tròn vẹn tỉnh thức, biết rõ là đang đi vậy thôi. Nhưng mà giả sử như mình đạp phải một cái đinh đau thì tự nhiên cái tâm nó sẽ là chú ý vào cái đau đó, đó là cái chuyện rất tự nhiên. Mà đau lúc đó là khổ đó, thì khi đau thì mình chỉ thấy đau thôi, rồi sáng suốt để xem coi sự cái đinh như thế nào, cần nhổ ra hay cần làm như thế nào thì mình phải thấy rõ để mà làm. Cho lúc đó nếu mà mình sợ rồi mình quýnh lên rồi mình nói bây giờ làm sao đây rồi cái gì đó thì nó hoàn toàn vô ích. Những cái đó nó hoàn toàn vô ích, mà phải bình tĩnh sáng suốt để mà tròn vẹn thấy rõ, cảm nhận cái đau đó, rồi thấy rõ cái việc gì nên làm cái gì, thì lúc đó mình phải thật sự là tròn vẹn tỉnh thức với nó. Thì mình á, câu thầy nhắc lại cái câu nói này của Đức Phật, nói là một người sống 100 năm mà không tỉnh thức, tức là không tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là đó, thì người đó coi như là chết. Thì bây giờ mình đi vậy là cái tâm thì ở đâu, mà còn mình cứ đi như vậy thì không phải là giống như cái xác đi không, cái xác không hồn đi, đi cho gì nữa, xác không hồn đi tức là chết cái gì nữa. Mình sống, bây giờ mình nói ăn, ăn nhưng mình cũng thưởng thức cái ăn, trong khi ngồi ăn mà món ăn nó ngon, cực kỳ ngon, nhưng mà cứ không biết vợ mình bây giờ làm sao, nó đã theo ai rồi, đó, hay là chồng mình bây giờ nó như thế nào. À, rồi cứ lo chuyện này lo chuyện kia đủ thứ, thì lúc đó đó là lẽ ra ăn nhai là nó ngon quá chừng mà không thấy ngon. À, đôi lúc là nuốt đắng nuốt cay thì đó ấy, không tròn vẹn tỉnh thức là vậy đó. Bây giờ là cái chuyện gì xảy ra thì không cần biết, bây giờ mình ăn thì cứ ăn cho ngon đó cái đã, ăn cứ nhai cho nó đàng hoàng đi, nuốt cho đàng hoàng đi. Thì mình sống được chút đó là thôi, rồi ba chết cũng được. Đã sự như mình ăn, mình nhai và mình sống tròn vẹn, và mình không có lo buồn, không có lo lắng gì cả, rồi chết cũng tốt. Còn hơn bây giờ mình chỉ cứ lo lắng đủ thứ cả, mình ăn cũng thấy ngon. Chứ không cần phải nói là mình làm như vậy để mình đạt niết bàn gì cả. Bây giờ mình sống tròn vẹn được. Mà thực ra khi mà hoàn toàn tròn vẹn chính là niết bàn, chẳng phải là niết bàn là cái gì cả.